Còn bên này nè, khách ta, người ta đã trước xong, tới em vô không có chịu xịt, bắt em vô người ta tiếp. Kêu anh tự xịt đi, sao mà tự xịt được? Không bao giờ em cầm cái bình đó, tại vì cái bình đó không biết em cầm vô rồi, tự nhiên em cầm vô nữa. Không, chị không nên cầm như vậy, không đúng. Tại vì đã quy định rồi, bác, người trước xong là anh phải tiệc tùng cho anh, chứ phải tiệc tùng cho em, chứ anh hiểu không? Tiệc tùng cho anh nghĩa là đụng người ta rồi, anh phải tiệc tùng cho anh trước xong anh mới được tết cho anh. Đây anh chưa làm, anh kêu em vô tết, anh kêu em xịt cho anh không xịt. Anh kêu em tự cầm anh chơi xịt đi. Xong rồi em qua bên này, anh lại kêu hết màu, không có tết anh thì em đi về đây lại thấy tết tiếp. Rồi lại kêu nó nói là sao?